Biệt thự hai mặt tiền, khu compound an ninh với công viên sau nhà. Nằm trong một khu compound đẳng cấp, căn biệt thự hai mặt tiền này thực sự là một ngôi nhà lý tưởng cho những người tìm kiếm không gian sống sang trọng và tiện nghi. Với vị trí độc đáo, căn biệt thự này nằm ngay bên cạnh một công viên rộng lớn, tạo ra không gian xanh mát và thoáng đãng cho cả gia đình. Thiết kế căn nhà một trệt hai lầu với 4 đến 5 phòng ngủ. Căn nhà được thiết kế với một trệt và hai lầu là một lựa chọn lý tưởng cho gia đình lớn đang tìm kiếm không gian sống rộng rãi và tiện nghi. Thiết kế này tạo điều kiện cho việc tận dụng tối đa không gian sống và cung cấp sự riêng tư cho mỗi thành viên trong gia đình. Tầng trệt của căn nhà được thiết kế mở và thông thoáng, tạo ra không gian sống chung lý tưởng cho gia đình. Phòng khách lớn với cửa kính lớn mở ra sân vườn và hồ bơi, tạo điểm nhấn cho không gian. Phòng ăn và bếp được bố trí một cách tiện nghi và hiện đại, tạo điều kiện cho việc nấu nướng và tụ tập gia đình. Tầng lầu 1. Tầng lầu này chủ yếu là không gian riêng tư với 2 đến 3 phòng ngủ lớn. Mỗi phòng ngủ đều được thiết kế đẹp mắt và tiện nghi, có phòng tắm riêng và không gian lưu trữ đủ rộng rãi. Một phòng làm việc hoặc phòng học cũng có thể được bố trí ở tầng này, tạo điều kiện cho việc làm việc hoặc học tập tại nhà. Tầng lầu 2. Tầng lầu thứ hai có thể được sử dụng như một không gian phụ gia hoặc không gian giải trí. Nếu căn nhà có đủ không gian, có thể bố trí thêm 1 đến 2 phòng ngủ nữa ở đây hoặc sử dụng không gian này để tạo ra một phòng dí gia đình, kỳ gia đình, phim hoặc phòng đọc sách. Kiến trúc và thiết kế căn biệt thự hai lầu được thiết kế một cách thông thoáng và tối ưu hóa để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn ra công viên. Các phòng được bố trí một cách hợp lý, mang lại không gian riêng tư cho mỗi thành viên trong gia đình. Những kết cấu kiến trúc sang trọng và các tiện ích hiện đại đã được tính toán kỹ lưỡng để đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Tiện ích. Ngoài việc được tận hưởng không gian xanh của công viên, cư dân còn được trải nghiệm nhiều tiện ích đẳng cấp khác trong khu compound như hồ bơi, sân tennis, phòng tập gym và khu vui chơi cho trẻ em. Đặc biệt, an ninh được đảm bảo giúp cư dân yên tâm về an toàn cho gia đình và tài sản của mình. Tọa lạc: Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Khu compound đại đô thị. Vị trí của căn nhà tại khu compound đại đô thị tại Nhà Bè hứa hẹn sẽ mang lại một môi trường sống đẳng cấp và tiện nghi. Dự án hiện đang hoàn thiện phân khu 1 với quy mô lớn 17 ha trong tổng diện tích 349 ha, tạo nên cơ sở hạ tầng đồng bộ và tiện ích hiện đại cho cư dân. Khu vực này cung cấp đầy đủ tiện ích xã hội và dịch vụ thương mại, từ các cửa hàng tiện lợi đến nhà hàng và quán cà phê, tạo điều kiện thuận lợi cho mua sắm và giải trí. Với sự phát triển nhanh chóng của khu vực, các trường học quốc tế chất lượng cao cũng được xây dựng gần đó, mang lại cơ hội giáo dục tốt nhất cho con em cư dân. Y tế hiện đại. Hệ thống y tế được đầu tư và phát triển vô cùng hiện đại và tiện lợi, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cư dân trong tương lai. Giá cả hấp dẫn. Mua ngay căn nhà tại khu vực này sẽ mang lại giá tốt nhất và cơ hội lên kế hoạch sử dụng ngay, giúp tận hưởng các tiện ích và dịch vụ ngay từ bây giờ. Tiềm năng phát triển. Với tốc độ phát triển của khu vực và dự án đại đô thị, tiềm năng tăng giá và đầu tư cho tương lai